Và hôm nay đầy đủ nhân viên thì chúng con cùng với thầy Tuân và anh Phúc, chúng ta sẽ phóng sanh cho gia đình của chị Phượng. Của anh ấy đã đến rước chúng ta. Giờ lên đường. Nếu như chúng ta chân thật vì chúng sanh mà lo nghĩ thì Phật Bồ Tát sẽ an bài sắp xếp. Nếu chúng ta vì bản thân chúng ta thì sẽ bị trời tru đất diệt. A Di Đà Phật. Đó, bạn nói thiên nhiên đó. Đây, xin mọi người hãy cùng chúng con bảo vệ môi trường, đừng tàn phá thiên nhiên nữa. Vì môi trường của chúng ta biến đổi khi khí hậu nóng lên. Thiên nhiên đang dần dần mất đi. Mẹ trái đất đang ngày càng nóng lên. Không có gì quý hơn bằng thiên nhiên. Khi chúng ta trải lòng với thiên nhiên thì Phật Bồ Tát an bài sắp xếp, cầu gì được nấy. Còn chúng ta tàn phá thiên nhiên, nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá, thì ông trời cho được thì ông trời sẽ lấy này được. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả động đất, sóng thần, lũ lụt. Mỗi ngày đang gần kề, nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh cũng sẽ đang gần kề. Nếu mọi người biết giữ gìn thiên nhiên, sống hài hòa với thiên nhiên, không thôi thì rất là nguy hiểm cả nhà. Đây, mỗi một cái khu rừng như vậy là rất là nguyên sinh, và chúng ta biết giữ gìn thì nó sẽ tồn tại với chúng ta nhiều năm về sau nữa. Con cháu chúng ta được thấy những cái cảnh đẹp như thế này. Còn nếu chúng ta không biết giữ gìn thì chúng ta sẽ sống trong những cái khối bê tông cốt thép, mà sinh ra những người con cái ngu ngu ngơ ngơ, khờ khờ dại dại. A Di Đà Phật. Đây là cái khung cảnh những cái vừa vì Bồ Tát Tọ Đức Quang Sơn đang
niệm Phật kinh hành trên bãi biển này kính thưa cả nhà. Ăn gì đây rồi? Mình đang ăn tôm tép là mình đang dành ăn với mấy con cò. Coi như mình giống như mấy con cò vậy. À gì đây rồi? Đây chưa gì Bồ Tát cò đang trên bãi biển. Đây là cảnh vật quan sơ nhất kính thưa cả nhà. Chúng ta cùng cầu nguyện cho quốc thái dân an nha cả nhà ơi. Ăn gì đây rồi? Đừng làm các việc ác, mỗi năm được bình an, xin làm các việc lành, hàng năm đều như ý. Xin chúc phúc mọi người, xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Nha. Thôi quanh lại đây mình thả luôn. Và cái ghe đó là đang đi te cá ở dưới sông. Thì hồi họ te xong rồi mình có nhiều mình thả luôn. Bấy nhiêu? Vậy đọc luôn chưa thầy? Dạ. Bây giờ thì bạn Phúc. Dạ, cột thuyền đi bạn Phúc. Dạ, bạn Phúc á, nhiệm vụ bạn ấy là sẽ chui vô cái đăng vớt cá ra. Và bạn ấy sẽ tính tiền luôn cho mình. Em tính như vậy chắc khỏi cân ký đúng không? Kính xương xương đúng không? Đó, thì bạn sẽ vớt cá ra rồi anh ở đây á, sẽ đọc kinh hồi hướng cho gia đình chị Phượng Tây Úc và điều quan trọng nhất là hồi hướng cho hương linh của ba chị Phượng á. Dạ. Thì Un sẽ quay phim. Đó, cá rất nhiều. Rồi. Đây là mình sẽ cứu cá trong đăng chuồng. Còn ngoài kia thì mấy anh kia đang đi te cá. Thì mình sẽ cứu luôn cái cá đó nữa. Còn trên bờ quý vị thấy những cái anh chị cô bác đang cầm cái rổ đi đi vớt vớt cái gì đó là mọi người đang đi bắt ốc á. Phải không em? Rổ đúng không? Những con cá có gai, những con cá mà có gai như cá nâu á, em đừng có để chung với mấy cá đối, cá gì á, sợ nó chích á, cá đối với cá măng đồ á, nó vô nó dính gai của mấy cá chẽm nữa là nó chết, nó chóc cái da. Rồi cá to quá thôi thì em cứ vớt lên rồi em muốn nói giá nhiêu thì mấy anh cũng đồng ý. Này hôm nay anh em chúng ta làm một cái chương trình giải cứu động vật phóng sanh hồi hướng công đức nên mình sẽ không có cân ký gì á. Em này cho giá nhiêu thì mình chịu vậy ha. Dạ, công đức mà. Rồi. Đó. Anh. Hôm nay đầy đủ nhân viên thì chúng con xin đại diện phóng sanh cho gia đình ông Đỗ Hữu Liêm sinh năm 1953, pháp danh Quảng An, mất ngày 27 tháng 3 năm Đinh Dậu. Và đồng phóng sanh cùng là gia đình của bà Nguyễn Thị Mua sinh năm 1931, pháp danh Như Định, mất ngày 8 tháng 4 âm lịch Tân Sửu, hưởng thọ 91 tuổi. Và gia đình của ông Đỗ Hữu Liêm sinh năm 1953, pháp danh Quảng An, mất ngày 27 tháng 3 âm lịch Đinh Dậu, hưởng thọ 65 tuổi. Gia đình của bà Lê Thị Vị sinh năm 1961, pháp danh Như Sáng, mất ngày 23 tháng 8 âm lịch năm 2017, hưởng dương 57 tuổi. Gia đình của anh Nguyễn Mạnh Tuân Nhâm Tuất, mất ngày 26 tháng 6 Đinh Dậu, hưởng dương 36 tuổi. Rồi nè, con xin hồi hướng cho quý vị được cao đăng Phật quốc, thành tâm sám hối tất cả nghiệp từ vô thủy kiếp. Nay đầy đủ nhân duyên thì quý vị được cái duyên lành thù thắng thì quý vị niệm Phật để cầu về cực lạc để làm Phật Bồ Tát về ta bà cứu độ chúng sanh. Nhờ con hiền cháu Thảo nay phát phong tâm phóng sanh là chị Phượng tại Tây Đức phát tâm phóng sanh thì nhân duyên thù thắng này xin hồi hướng đến gia đình chị được bình an, vạn sự như ý, tâm nghĩ sự thành. A Di Đà Phật. Xong rồi đúng một đăng rồi đúng không em? Còn nữa không? Còn nữa hả? Đăng này nhiều dữ vậy.
anh muốn chui vô không? Không, để cho anh Phúc anh làm việc cho em con cá măng chứ. Con cá măng nó vô cái này nó hay bị gãy lưng lắm. Nó chật quá đó. Nó mấy con cá nâu đâm đâm hồi nó lên đường vậy. Đó, nó chóc vẫy. Rồi. Ô. Đây đây đây. Đây đây, bồ tát cá măng đây. Dạ. Rồi. Anh cận cảnh anh cầm bồ tát cá măng anh thả đi à. Anh nâng nhẹ nhẹ lên chừng gãy gãy lưng bồ tát cá măng nha. Dạ. Rồi để em chia sẻ thêm cho mọi người biết. Thưa quý vị, cô bác, anh chị, những con cá mà nó có nhiều xương á, nó sẽ bơi rất là nhanh, mà dở một cái nó sẽ lên bờ là nó chết liền. Dạ. Nên mình gặp những con cá này mình phóng sanh nó rất là khó, mình phải đi trong tự nhiên như vậy mình mới thả được nó. Và đây là một con cá măng cho mọi người thấy. Đó. Nó rất là đẹp. Đúng không ạ? Bây giờ anh thả nó nha, em quay nó dưới nước nha. Vận tốc bơi của nó dưới nước là cực kỳ nhanh như một tên lửa luôn á. Rồi thả xuống từ từ. Rồi thả cá măng. Dạ. Vậy à, giờ anh cất điện thoại đi xong chưa? Nói là anh cất đi chứ để nó dính nước muối á. Dạ, có mấy con sam. Dạ. Rồi. Ồ, bên này cá nhiều nữa nè. Trong này để mình coi coi có những con cá nào quý hiếm không? Có con cá nào có nọc độc và trị giá 2 tỷ không? Dạ, cá nóc là có một cái loại cá nóc có nọc độc của nó rất là mắc tiền nha. Đây, một chú cá đói rất là to. Để anh phát. Rồi. Đây, cá nâu. Nâng nâng lên. Con cá sắp sắp rồi nó ra. Dạ, yeah, cá nâu. À, cá hanh. Dạ. Yeah. Có một con cá rô nước mặn, cá hanh, sam, cá chim. Yeah. Rồi. Cá nâu tiếp tục. Dạ, yeah, ra nữa cá nâu. Ra nữa. Ê, con cá này cá gì ta? Cá rô phi. À, rô phi nước mặn luôn. Cá rô phi nước mặn thì trong thiên nhiên nó không còn nhiều, nhưng mà ở trong đùng người ta nuôi được, đúng không em? Cá này bị... Cái này là nước ngập xong rồi nó trôi ra anh. Ờ. Nước ngập quá xong rồi từ dòng ngoài nó chảy ra, nó thích nghi luôn. Không, nó là cá rô nước mặn nhưng mà bây giờ người ta có thể nuôi nó được trong đùng. Nên cái giống này nó sẽ không bao giờ tuyệt chủng, đúng không? Đúng. Chỉ có trong thiên nhiên không có thôi. Còn con cá măng là nó hiếm, đúng không em? Đúng rồi, cá măng thì nó đi theo bầy. Dạ. Cá măng là mình không nuôi được nha. Nên những cái con nào mà mình không nuôi được nó trong thiên nhiên, mình không nên đánh bắt ăn thịt nó. Dạ. Thì em làm bảo tồn thì em nghĩ là cái nhu cầu ăn uống của quý vị ai cũng có, nhưng mà chúng ta nên ăn chọn lựa cái thức ăn của mình để mình ăn một cách có khoa học để còn bảo tồn thiên nhiên. Còn phóng sanh giải cứu động vật á, hay ăn chay á, thì mọi người làm được thì rất là tốt. Dạ. Yeah. Thì công đức nó vô cùng lớn. Còn chúng ta không ăn chay được á, thì chúng ta cũng nên chọn lựa cái loài vật ăn cho nó có khoa học để tránh bớt cái nghiệp sát sanh bất thiện với thiên nhiên. Rồi. Vừa giải cứu xong một đăng rồi đó. Yeah. Hồi hướng công đức cho chị Phượng Tây Đức nha. Vậy thầy bỏ vô cái kia đúng không? À, kính thưa các ông bà cô chú, quý khán giả yêu thương trên toàn thế giới, cái gì từ bi xin hãy
cùng chúng con giải cứu tất cả các loài động vật trong thiên nhiên về với lại môi trường sống tự nhiên của chúng. Để thắp thắp nữa. Ê, anh tắt cái cánh lên để quay em. Anh bấm chưa? 1 2 3. Xong rồi đó, coi như là rồi tắt cánh đó đi để em về em nghe. Cậu ghê hả? Để anh cột cho. Này không sao đâu. Nào quay. Hai gì đẹp thật. Yên tâm. Đây. Sợ nhất là cá măng nó bị chóc quẩy quá, nó sống không nổi. Thấy chưa? Mới đây mà nó dậy rồi ha em. Không, nó còn dậy mặt lắm á. Nè, nó dậy là nó sao chóc quẩy nè mọi người thấy không? Nên con cá này khi mà vớt lên á mình thả liệt nè. Nó dậy một phát thôi, quẩy nó chóc hết nhiêu đây. Hy vọng là nó còn sống nha. Đây. Rồi. Trong đây chúng ta thấy để coi. Dạ trong đây chỉ còn cá nâu. Dạ, cá nâu em xin thả. Cá nâu và cá nóc. Về điều kiện cái môi trường nước rất là mặn nên cầm theo những cái thiết bị điện tử rất là dễ bị ăn mòn cũng theo cả nhà. Có con cá măng đưa anh liền luôn nha. Để nó khỏi chấp quẩy. Dạ quý vị thấy giải cứu những cái con sống tự nhiên rất là khó đúng không? Những con trên người của nó có gai nha. Dạ cẩn thận cái gai này đâm vô là nhức thốn lắm ạ. Cái mỏ nó đang dính trong cái lưới. Em tách cái lưới ra. Từ từ thôi. Dạ, nó đã đi. Dạ giải cứu như vậy thì không có cho quý vị coi được cá nó bơi được nhiều. Mà mình thả nó liền. Những cái con cá gai, nói chung là con măng với con đói thì em hớt ra, anh lụm ra, còn mấy con kia thì mình cứ bỏ vô trong cái rổ đi ha. Giờ nước đang cạn. Đây có một con cua biển rất là to cả nhà. Biển thiên nhiên. Đây cả nhà. Chúng ta không muốn làm con cua nên chúng ta sẽ không làm con cua. Vì ăn con cua 21 để làm con cua đền mẹ. Ăn nước lẫn nhau. Luân hồi không thể chấm dứt. Con này gì đó. Con này là con sam đó thầy. Nó không có đẹp nhau. Đây. Cô
chúng ta không nên để cua và cá phải kẹp chết nhau nha cả nhà. Mà để cua với bạch tuộc là bạch tuộc giết cua đó. Vô nha, ngồi vậy. Bạch tuộc nhìn nó mềm yếu như vậy nhưng mà nó là chùm cuối đó, nó ăn được tất cả. Này nhiều đấy, thấy nhiều. Còn đây cá. Dạ rồi. Bây giờ xin phóng sanh. Từ đây con quay á. Dạ rồi. Rồi em coi em tính phí nha. Dạ. Bây giờ ở trong đây có cá chẽm và cá nâu và cá da beo. Dạ em xin phóng sanh trả số cá này về tự nhiên. Rồi em sẽ biến hình tiên cá bơi cùng số cá này. À gì đây? Đây, tiên cá ra xong cùng mấy em nha. Ô, bên kia cò đang đậu quá trời trời. Con đâu có quay xa được thầy, thì quay gần lại cho khán giả người ta coi ai gì đâu thưa thầy. Dạ rồi. Đó. Rồi quăng máy quay xuống cho em. Nè. Dạ. Tắt lúc này nha. Không quăng luôn. Dạ. Xin lấy cảnh quay dưới nước này nè. Đó. Cảm ơn các sư huynh. Rồi lấy cái cảnh quay em bơi ngay chỗ này một cái, em kết thúc luôn cái bơi đuôi tiên cá, lát hồi em quay. Rồi. Bây giờ mình bơi qua cái đăng nào vậy anh? Dưới đây đúng không? Làm sao Bồ Tát bướm nó ra được thầy? Bồ Tát bướm nó vô cái đăng rồi kìa. Bồ Tát bướm hả? Đó, thầy phóng sanh Bồ Tát bướm đi. Cái này là con hào á em? Đúng rồi. Sao nó to thế? Nó còn to hơn nữa. Có ai thích ăn thịt hào không? Nhưng mà sao nó bám về, sao nó sống thầy? Có, nó ăn những cái... Mà nó sống hay nó chết? Nó sống hay nó chết? Nó còn sống. Sống mà cứ bám về. Rồi. Lên á, cái miệng này nó sẽ hở. À, ngủ quá ha. Lông đồ nó sẽ vơi vô nó ăn. À, tiên hào to quá. Con hào bổ lắm luôn á. Thôi, niềm ai gì đây Phật là bổ rồi cả nhà ơi. Nhưng mà nó ăn rong nó mới bổ, xong mình không ăn rong giống nó đi. Bồ Tát bướm. Ơi, trong đây có con cua đẹp lắm kìa. Cua đỏ. Làm sao mà Bồ Tát bướm mà giải cứu được nè, tội nghiệp quá nè. Dính vô lưới nè, gì đây Phật. Làm sao Bồ Tát bướm nó ra được hạnh phúc. Dớt ra này để cảm đục vô là nó đụng như nó ướt. Nó sao nó dớt được nó hạnh phúc. À không, nó sẽ đi, nó sẽ bay cái khe nhỏ này nó chui ra được. À gì đó Phật.
hên xui lắm. À, nó ra cái khe nhỏ đúng rồi, nó ra cái khe nhỏ. Thầy thật ra thì phải báo con biết chứ. Thì hiền quá, rồi rồi. Báo đi, dính cái cây này lại. Em báo anh nè, cho anh té xuống sông. Dạ, một chú cá măng mới dính vô là tụi con cho vô thùng liền. Hai con cá măng nữa. Ồ. Vô 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 anh em ơi. Trời ơi tụi bay quậy quá vậy. Rồi. Thấy chưa? Nó rất là nhanh nhẹn thưa quý vị. Anh cầm đi, anh cầm đi. Cá măng hơi đẹp lắm. Có cái chuyện để tí là sao? Dạ dạ. Đúng rồi, chứ vô cá măng á, cá chẽm nó đâm cá măng. Cá măng to nữa. Một ngày cá măng không vậy ta. Nó bơi nhanh. Hồi chuẩn bị bơi với bốn chú cá măng. Cái cháu nhìn nó mặt nó khác cá măng xíu. Nó ngắn người hơn. Để anh bắt cho. Anh bắt con cá cháo nha. Nó lên bờ một chút nó cũng chết nữa. Đúng rồi, nó y như con cá măng luôn. Nó cũng... Đây, để mình đem lên bờ mình so sánh cá cháo. Cá này cũng đang không có nhiều trong tự nhiên đúng không em? Đúng rồi, cá này là ít lắm. Cá này là không nuôi được luôn á. Hôm nay là lần đầu tiên là... Oh, no. Về với ba mẹ luôn rồi, nhanh quá à. Nào quý vị đã thấy cá cháo khác cá măng như thế nào không? Người nó ngắn hơn. Tại cũng muốn sum họp gia đình cha mẹ người thân của mình mà. Trời ơi chưa cho mọi người coi bài học được. Mọi người sẽ tiếp tục hành trình để báo hiếu cho ông bà cha mẹ người thân của mình nha. Dạ quý vị thấy phóng sanh cá trong tự nhiên vui không ạ? Ông bà cha mẹ người thân của mình đang chờ mình làm công đức cho họ đó. Dạ, thí dụ như hôm nay không có nhờ ơn quý vị Bồ Tát ủng hộ đi giải cứu những cá trong tự nhiên á thì những cá này bị bắt là sẽ bán ra chợ làm thịt. Đó, giờ mình cứu được nó thì nó sẽ thoát. Và nó rất là thông minh nha. Đó, nó có một Bồ Tát cua đỏ thôi. Nó khó dễ bị bắt trở lại lắm. Và mấy con cá măng này nó đi theo đàn á nên nó thấy đồng loại của nó bị, nó cũng bị luôn thôi, chết chùm cho vui đó. Đi luôn nguyên gia đình năm đứa. Trời ơi. Ủa cái con bướm ở trên này sao nó đẹp vậy ta? Tên mà thầy, con tên mà thầy. Ồ. Tên Alaska. Dạ chị Phượng Tây Úc. Tặng chị. Con này như thế nào? Bự bằng bắp đùi chưa? Tên yeah. Hồng. Trời ơi. Nha. Cẩn thận nha, đừng để người ta bắt con lại nha. Con này còn cũng sắp là thành tiên rồi đó chứ. Tu luyện lắm mới được như vậy đó. Tu luyện lắm, lâu năm lắm rồi. Theo cái kích thước này là khoảng bao lâu rồi em? Bao nhiêu tuổi anh Phúc? Cái này cũng không rành luôn hả? Ừ. Rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ mình coi tôm bơi nha. Hôm nay biến hình tiên cá rồi bơi cùng với cá tôm rồi nhiều ha. Rồi. Xong hết rồi hả Phúc? Chưa, tại nó nhiều quá em cứ vớt. Vậy rồi. Đưa ra. Cho ba của chị Phượng Tây Đức. Dạ. Sớm được giải thoát đến thế giới tốt đẹp của A Di Đà Phật nhờ việc phóng sanh con cháu của thủy thần trong tự nhiên. Dạ đây cá chẽm. Rồi cá chẽm mắt ngọc có gai. Anh coi chừng nha, gai nó dữ lắm à. Rồi, còn
cá nâu thôi. Ở trong đó còn nữa không em? Rồi bây giờ thả 5 con cá măng bơi nha, bơi theo đàn. Anh thả hơi hơi xuống để cho tụi nó vụt ra, em lấy cái cảnh này của tụi nó. Hiếm không bao giờ có được cái cảnh quay này nha quý vị. Cá măng sống bơi tự nhiên. Đi hết rồi. Còn con cá măng nữa ha em. Dạ. 6 con cá măng to luôn rồi. Nay là giải cứu đã luôn. Ôi. Công đức vô lượng quá. Giải cứu cá thiên nhiên không? Mấy con cá này đang làm vai trò trong tự nhiên. Rất là quan trọng đối với hệ sinh thái này. Rồi. Đây là cái đăng thứ 3 hả em? Hay thứ 2? Thứ 2 à. Đăng chuồng. Đây. Cá này nó có gai ở trên nè, mấy sợi gai của nó như cá chẽm vậy, nên mấy cái cá măng nãy nó đụng vô á bong da liền, chích vô một cái là nhỏ sụi liền. Mình bị một con này chích thôi mình đã thấy tê rồi, còn này nó vô đây cả đống con chích nên nó chịu đâu nổi, nát người hết. Em không xem nhiều cá măng rồi nên em có kinh nghiệm, vớt nó lên thả luôn. Chích mấy con cá nâu gì chứ nhìn nó sống dai lắm đó nha. Mấy con cá này anh rờ vô da nó đi, da nó là da nhám mà nó sinh sản lẹ lắm. Cái này đâu phải cá tử đâu. Cái da người ta vẫn bán cá này nữa đi. Đó này hả? Qua cái kia vớt gì thôi gì vậy. Rồi đi. Dạ tụi con đã giải cứu xong đăng cá thứ 2, hồi hướng cho gia đình của Bồ Tát Phượng. Rồi bây giờ anh phóng sanh số cá nâu này luôn. Thả đi sư huynh. Em quay phim cho. Có nắng cho nó rõ. Rồi. Đúng nắng chứ không ngược nắng. Dạ rồi được. Rồi. Quạt. Giờ cái lên mình nó thấy không? Đẹp xui quá, nước nó hơi đục. Thank you.
đông tay thì dỗ tiếng kêu to, mọi người cùng nhau bảo vệ thiên nhiên để những cái đẹp này còn mãi ở trên trái đất của chúng ta. Chúng ta đã đến đăng cá thứ ba rồi, kính thưa cả nhà. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ chúng mình tiếp tục. Rồi A Di Đà Phật. Kính mời cả nhà cùng chúng con giải cứu tất cả các loài động vật ở đăng cá thứ ba cả nhà nhé. A Di Đà Phật. Cho anh Phúc qua cả thầy. Đây anh Phúc, không lấy đâu à. Bánh này anh ăn được không à? Ba Di Đà Phật. Hay quá. Từ từ thầy, cẩn thận. Đây. Ăn đi, ăn đi. Cho anh Phúc ăn chi, anh Phúc ăn không? Con lấy cục ăn cái thảo với thầy thôi, cho vui vẻ thôi, tắt máy nha. Tắt máy đi. Rồi, Di Đà Phật. Rồi. Quay vô chưa anh? À, Di Đà Phật. Phóng sanh trước nha. Chị Phượng Tây Đức, chị có thích ăn tôm càng biển không ạ? Tôm càng biển vũ vũ lại cho chị nhìn hấp dẫn cái coi. Dạ. Đây là một chú tôm càng biển nha, kẹp. Ôi da, đào dữ. Dạ, đây là tôm càng biển. Siêu to khổng lồ. Dạ. Và đây là cá đối á. Cá đối này cũng to, để xuống nước luôn. Cái đèn. Cá đối nữa. Và những cái con cá đối này nó cũng rất là dễ chết nên phải để riêng ra. Này cá nâu. Cái nâu trên thân nó thì không sao, nhưng mà dính vô cái gai phía trên của nó là hơi bị tê luôn á, gai cứng. Dạ. Mời anh thả mấy bạn cá đối. Và đây là một chú cá móm. Dạ. Đây là mình giải cứu cá trong cái đằng thứ ba đây ạ. À. Nước khúc này rất là trong anh ơi, thấy cá bơi không? Hồi mình sẽ thả cá ở đây bơi đẹp lắm nè, nước trong lắm. Dạ, cá nào dễ chết thì vô đây, cá nào sống dai thì vô kia. Vậy thôi. Dạ. Đây là mẻ cá ở cái đằng thứ ba. Oh man. À, cầm qua đi.
ơi, rồi em xuống sông phóng xanh cái cảnh dưới sông. Dạ không lực thì đâu anh. Anh ấy mò được con gì vậy? Mò con cá sa, cá nâu gì đó. Rồi, nhấc qua nổi không? Bớt nước ra. Nào sức mạnh của A Di Đà Phật đâu nào? Oh man, A Di Đà Phật thật là mạnh. Mời A Di Đà Phật đẩy xuống nước nào. Rồi bây giờ tụi em sẽ nước trong nha. Bây giờ cá ra nè. Nhìn cho kỹ những con cá đây. Cá chim, cá móm, chú tôm thẻ. Tôm thẻ đang bên nè. À, cá liệp. Rồi xong. Làm một mẻ đã xong. Rồi, các thải nhựa lùm lên cái heo để bảo vệ môi trường biển nè. Nói đi. Hay gì đó Phật. Nói đi, nói đi. Tại em bé mọi người cũng dục lên nữa nè. Cái gì cũng dục hết á. Đây, đây. Cái đó nó phân hủy được. Tại em bé phân hủy được hả? Vậy không, không phải nhựa đâu. Vậy thôi lấy cái nhựa. Cho anh phút cái giờ đi hả đi. Cá chẽm. Cá chẽm với tôm. Tôm có tôm thẻ. À, tôm thẻ. Có thể lấy tôm thẻ chết. Thẻ nó yếu lắm anh chút. Vậy là bữa nay tôm nhiều ha, đủ loại tôm luôn, tôm càng, tôm sú, tôm thẻ to có đủ nè. Tôm thẻ này dễ chết lắm nha quý vị. Bơi kìa. Tôm thẻ biết không, thả đây nó bơi. Tại nó ok.
này nó khô nó đâu dễ vô lại lưới được này. Có cua biển nó kìa anh, con cút biển đó ơi, tôm thẻ. Ô hay quá, nhảy vô tiền luôn thầy. Ai gì đẹp phật, ai gì đẹp phật. Có khả năng khinh công rất là khủng khiếp. Nhảy dữ tôm thẻ không? Ai gì đẹp phật. Đó, nó nhảy ra khỏi cái thùng ra không? Nó nhảy mà em nhìn em cũng thấy quại luôn. Giúp anh Phúc thay nhựa nè, dùm này nè. Thôi anh lụm thêm được một cái bao nhiêu lông đây nè, bao nhiêu lông nữa nè. Anh Phúc cho chúng ta ghé thay nhựa bảo vệ môi trường xem biển. Sinh này vất vả nhưng mà được mọi người ủng hộ phóng sanh thì anh ấy rất là nhiệt tình đúng không? Kiếm tiền để nuôi gia đình thôi chứ đâu ai muốn phóng sanh làm gì. Vừa nước em lấy về trồng cái chỗ em. Dạ, hồi về em sẽ trồng cây dừa nước này gần chỗ nhà em để cho nó lên cây dừa. Chỗ em đang thiếu cây này. Trồng cây này. À gì đẹp vậy. Đâu lên tôi. Nãy giờ sống nhăn răng nè. Do bị chích. Có nước, lên bờ vẫn có nước là vẫn sống. Đừng bị chích, bị đâm là sống. Hết luôn rồi ha em. Rồi thôi, anh thả cái của Phúc đi. À, bỏ vô đó luôn đi. Cái con cá này bỏ đây luôn hả? Không, nó vô đây có nước đều đều vậy. Nó đây, cái gai nó nằm bên trên, nó không có đè chồng lên nhau nên nó không có đâm được. Rồi rồi rồi, có đâm không? Được. Còn được mấy con? Đó là anh Phúc. Dạ. Có con cua nữa mà anh Phúc, anh đã hát con cua. Có con. Dạ. Đây là mẻ cá cuối cùng của nhà anh Phúc. Cá hanh. Con cá đó là cá liệt hay cá hanh vậy em? Con em mới nè, con em mới bỏ ra này nè. Cá hanh. Hai cá mớm. Cá mỏm nó khác. Cá hanh. Tụi nó nhìn giống giống nhau. Nè, cái lưới này thì nó nằm ngang vậy nó không chích nha. Còn cái lưới đứng á, mình bỏ vô tụi nó nằm chồng 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 lên nhau á thì nó sẽ đâm lúng thịt. Này nó nằm ngang, gai nó đâu có đụng vô nhau đâu. Nên không sao. Rồi, về thả khúc này luôn hả Phúc? Con cá măng nó nhảy dữ quá. Rồi bây giờ nước trong rồi nè. Bây giờ là
Cảm ơn gia đình Bồ Tát Phượng đã ủng hộ chương trình này và tụi con đã giải cứu xong cá đăng của ngày hôm nay. Bây giờ con sẽ xin phóng sanh, thả các loài vật này trở về tự nhiên. Giờ nó quẩy nó đựng như vậy nè, thấy không, tụi nó vũ chúng nha mà không nó tan. Cá bèo, cá nâu. Lên đường hết đi mấy đứa. Xong rồi, xong rồi. Dạ rồi. Dạ còn một con tôm xuống. Ai gì đã vượt, ai gì đã vượt, ai gì đã vượt, ai gì đã vượt, ai gì đã vượt. Bây giờ chúng ta sẽ dọn rác trên môi trường biển để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên quốc gia và bảo tồn di sản văn hóa thế giới. A Di Đà Phật. Chúng con nguyện cầu nguyện cho quốc thái dân an, thiên hạ được thái bình, tất cả chúng sanh được an lạc và hạnh phúc. Chúng ta vì cảnh đẹp quá trời luôn đó, không? Đẹp quá trời. Cảnh thiên nhiên quá là đẹp. 27% chừa pin lại không thầy? Hả? 27% chừa pin nữa không? Còn đâu? Được rồi, bây giờ mình phóng sanh tôm tép tiếp nè. Ủa mà cái này là gì vậy thầy? Đâu tay đâu? Đó, anh quay vô mấy anh đó đi. Tiếp tục đó cho chị Phượng đi anh. Hello, được nhiêu rồi? Bán phóng sanh. Đó là anh vườn, đó là anh vườn. Ừ, nó chết hết rồi. Sao không rồi? Hay gì Bồ Tát không được nước vô? Rồi, quay vô. Vô đó nhưng mà nó... Trời ơi, không chịu bỏ nước mà nước đá ta tụ cái gì? Ai gì đó Phật, không chịu để nước mà để nước đá vô. Đá nó bị đẩy tồn chứ. À vậy hả, nó mới khỏe hả? Nhưng nó chết ra nó khỏe. Trời ơi, thiệt không? Chết thế rồi. Được mấy con ngay tại luôn. Được gì. Ai gì đó Phật. Rồi, đó đổ qua đây coi. Nó đơ hết rồi. Khoan. Nó bị tê, nó bị tê. Cái giác kia lên rồi thả, giờ này nó tê hết rồi. Ông thầy không nó chết à. Còn mấy con tôm này còn tỉnh nè. Rồi tỉnh, cứu được đi. Rồi thả nha. Ôi ôi, thả xuống bơi kìa. Rồi liệt luôn. Liệt luôn rồi, nó lặn, nó tê rồi. Đúng búng rồi chứ chết. Sao để em tê dream hết rồi, sao em về tự nhiên? Để đẩy giá kia thôi, qua cái bát kia chưa? Kìa chú. Không xin cá sơn kìa. Không xin cá sơn. Chú Lận ơi. Có phần... Mua cá sơn phóng sinh nè. Có cá gì phóng sinh không? Mua cá sơn phóng sinh. Có tôm cá gì không chú? Thì anh gà quen nó kìa. Bây giờ bắt cho tôi ta 350 nha. Cuộc sống ở đây rất vất vả kính thưa cả nhà. Bên chú còn con gì sống không chú? Anh giờ sao không để sống hay gì đó Phật? Để sống là người ta mua phóng sanh chứ. Còn con gì sống to sống. Thank you.
hai bố con hả? Dạ. Hai bố con à? Dạ. Hai bố con. Cứu được cái ghe đó là đi te chết hết rồi. Ông nói để chủ nhật để ông đi kiếm cơm nên thôi, với lại pin cũng sắp hết rồi, để phóng sanh vào ngày mai ạ. Rồi thôi về đi bạn ơi. Chị còn ghe chú không còn con gì hả? Đánh cả tạ mấy cá mà đánh cá hết rồi, cá sơn. Dạ có bao nhiêu để sống đi. Không phải đặt hẹn trước, phải alo. Đi là ngồi cái này đây lên là kén lỗ luôn. Dạ. Dạ rồi, anh cảm ơn. Dạ, bây giờ em xin phóng sanh mấy con cua biển. Dạ. Cho gia đình chị Phượng ạ. Đây. Em đang bắt được mấy con cua và bây giờ ra đây là môi trường trong xanh này kia đó, em sẽ phóng xanh ngoài cảnh ở dưới nước vậy.
Dạ bây giờ đã về tới cái bến sông nơi mỗi buổi sáng ngư dân xuống đây đánh bắt. Dạ thưa quý vị, cô bác, anh chị vừa xem xong đó là chương trình phóng sanh đúng cách của em ngoài tự nhiên. Sau cái chương trình này thì em nói về vấn đề bảo vệ môi trường ở khu vực dòng sông này. Anh chị nhìn thấy cái nước sông ở khu vực này tại sao nó đen như vậy và nó có bọt đúng không à? Thì ở đây là cái chỗ mà người ta nuôi ao chuồng, chuồng heo đồ á, người ta xả mấy cái phân ra nên nước nó đục như thế. Thì hy vọng mọi người ý thức đừng có xả những cái chất bẩn này ra môi trường như vậy, hủy hoại cái dòng sông mà đó là kế sinh nhai của mọi người. Dạ, nước ô nhiễm thì các loài sinh vật nó không sống được. Và xa xa đằng này thì nó có nhà máy thải chất độc axit ra nữa đúng không bạn? Đúng rồi. Thải lén đúng không? Đúng rồi, đợt trước có ấy kịp một lần nhưng mà từ từ nó thả lén lại nữa. Thả lén hoài đúng không? Nó hoạt động lại. Dạ. Thì đó, em hy vọng mọi người xem video ủng hộ em để cái kênh phát triển và nhấn like cho em, để cái hành động, cái lời kêu gọi của em và cũng là lời kêu gọi của những người dân sống ở quanh đây đó, nguyện vọng của người ta đó sẽ được nhà nước quan tâm và để bảo vệ môi trường sống của con người gắn bó với thiên nhiên bền vững lâu dài hơn nữa à. Chứ bây giờ tận diệt kiểu này, hủy hoại sinh thái như thế à, chỉ tạo ra thiên tai, dịch bệnh, nạn đói, chiến tranh và những cái điều tiêu cực đến với tương lai của con em quý vị, là những đứa nhỏ nó sẽ chịu thiệt thòi. Bởi vì quý vị tàn phá thì đời con cháu của mình nó không còn gì để hưởng. Dạ. Dòng sông nơi đây vẫn còn rất đẹp nhưng mà nước thì đang ô nhiễm, là do mọi người đang đầu độc cái dòng sông này bằng chất độc hại. Dạ, xin hãy bảo vệ môi trường, đừng tàn phá những rừng cây đước, đừng hút cát ở sông, đừng đánh bắt thiếu khoa học mà hãy đánh bắt hải sản một cách văn minh theo hướng bảo tồn thiên nhiên. Dạ. Rồi, cảm ơn Phúc rất nhiều. Anh Phúc là một con ngoan của Thượng Đế, của Chúa Giê-xu. Đường này đúng không Phúc? Trời. Thưa quý vị, cô bác, anh chị, đất lúng tới nỗi mà hụt mất cái chân luôn. Cái gì mà lúng dữ vậy Phúc? Một chân của em đã ăn xuống đất. Trời ơi, cái này lúng giống như khủng khiếp quá các bạn ơi. Mà sình dơ nữa chứ không phải sạch. Dạ, cẩn thận. Đỡ em dậy với anh ơi. Sao sình non chỗ này nó sâu dữ vậy? Tự ngã tự đứng dậy luôn. Dạ. Miễn chai ở dưới đây luôn hả? Không, cái chai nhựa chứ không phải miễn chai. Nếu mà miễn chai mà người ta thả xuống đây, em nói thiệt, đúng là từ bi luôn á. Đó. Dạ, phóng sanh đúng cách như vậy đó quý vị, thấy chưa? Không có tặng cái tem tổng lên không? Dạ. Quý vị thấy chưa? Quý vị hãy phóng sanh đúng cách. Phóng sanh đúng cách giùm em. Và bảo tồn thiên nhiên giùm em. Để em bớt phải làm. Lên xuống đường đi gì?
Mà hồi nãy chúng ta đâu có xuống cái bến này đâu, mà giờ thả cái bến này chúng ta phải đi bộ về á. Rồi dép là trên này đi con. Đi dai không nha thầy. Đi đường này nè anh. Đi chanh không á. Thầy đi trước đi. Dạ. Lụm một cái cây dừa về để trồng. Và một chân lún xuống bùn sình, nó lún sâu như thế. Tình hình đường về rất xa. Sao về nhà người ta vậy? Đúng đường không vậy? Cứ đi đại đi anh. Có đường thì mình cứ đi. Có đường thì cứ đi anh à. Nghe nè. Ai. Trời ơi, nhà ở đây còn làm cửa cái gì vậy trời. Ở dưới sông đi lên được mà. Nhà này mà làm nguyên cái hàng rào vậy luôn á. Mà đi từ dưới sông lên được. Giờ đi bộ lại về cái bến sông kia thôi anh ơi. Rồi, về bến sông có nước rửa chân đúng không? Rồi, dạ. Bỏ cái xui cá cho đi. Đi đây ra đường cái đi xuống là về nè. Rồi rồi. Anh bỏ đuôi cá sao hay giờ đại ca? Trời. Bỏ bên ngoài, đây. Đây 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 đây. Căn nhà này nha mọi người. Dạ. Đó, đấy. Mình thấy quay gì nè, đó mình thấy mới thấy căn nhà của chàng tiên cá. Giờ về nhà thôi. Còn thiên nhiên thì còn tất cả, mất thiên nhiên rồi chẳng còn gì cả mọi người ơi. Đây. Cảnh hồi nãy là ngôi nhà gỗ thiên nhiên ngay chỗ cái cây. Lên đây nhà tô vách đá. Đây. Đường đi đường này về nè. Quay bê tông cốt thép không à mày. Cảnh nè. À, cảnh thiên nhiên hả? Xuống này cũng có mà. Đây còn nhà cửa nhiều lắm thì đi ra khỏi khu này đi.
Mọi người có muốn em giúp phóng sinh không à?